Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách viết chữ in đậm, in nghiêng hay rất nhiều kiểu chữ độc đáo khác trên Facebook. Phông chữ in đậm và in nghiêng thường được sử dụng để nhấn mạnh một điều gì đó, đúng không nào? Chữ in đậm cũng có thể được sử dụng để sắp xếp cấu trúc các đoạn văn lớn, ví dụ như để đánh dấu chủ đề, đầu bài hoặc là tiêu đề. Và đây chính là một kiểu chữ đậm. Vậy thì làm sao để chúng ta viết được như thế này? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá các bạn nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ truy cập vào trang web eaetech.com và các bạn cũng có thể thực hiện trên điện thoại. Sau đó thì các bạn có thể chuyển về giao diện tiếng Việt bằng cách lướt xuống phía dưới. Và để ý cho mình mục ngôn ngữ, các bạn sẽ lựa chọn tiếng Việt. Các bạn sẽ viết cái nội dung mà các bạn muốn tạo chữ in đậm, in nghiêng hay rất nhiều kiểu chữ khác vào đây. Mình sẽ lấy cho các bạn ví dụ như sau. Khi các bạn kéo xuống thì có rất nhiều kiểu chữ cho chúng ta lựa chọn. Đây chính là chữ đậm có chân này. Và đây chính là chữ đậm không có chân này. Để copy chữ này thì chúng ta sẽ lựa chọn ở mục sao chép. Sau đó thì chúng ta chỉ việc dán lên Facebook của mình thôi. Đó, rất là tuyệt vời đúng không nào? Ngoài ra thì các bạn thấy rằng còn rất nhiều những kiểu chữ khác. Đây chính là kiểu chữ bong bóng rất là đẹp. Hay ví dụ như là giá gốc. Và đôi khi các bạn bán hàng online thì chúng ta cũng cần sử dụng phông chữ này. Đó chính là phông chữ gạch ngang nét ngắn và gạch ngang nét dài. Và điều này nói lên rằng là giá gốc sẽ không còn được áp dụng nữa. Và thay vào đó sẽ là một cái giá mới, rẻ hơn. Chúng ta sẽ lựa chọn sao chép. Sau đó thì chúng ta chỉ việc dán lên Facebook thôi. Đó, rất là tuyệt vời đúng không nào? Ngoài ra thì các bạn sẽ khám phá thêm những phông chữ khác ở đây các bạn nhé. Và các bạn cũng có thể thực hiện trên cả điện thoại. Vừa rồi là mình đã hướng dẫn các bạn viết chữ in đậm, in nghiêng hay rất nhiều kiểu chữ độc đáo khác đúng không nào? Nếu như các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên like cũng như đăng ký kênh của mình các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.